hướng dẫn cách dùng những điện thoại Android hoặc là iOS cũ, iPhone cũ để dùng làm biến thành cái camera quan sát ở nhà ha. Thì các bạn có một Android bỏ chẳng hạn, các bạn không dùng nữa, các bạn có thể biến nó thành cái camera quan sát ở nhà. Thì các bạn muốn sử dụng được thì bạn vô một vô phần Save Play, tải ứng dụng này. Còn trên iPhone thì vô một App Store ha, tải ứng dụng S-Home Video Gym nè. Sau đó bấm cài đặt về. Rồi, sau khi cài đặt thành công xong rồi các bạn mở ứng dụng lên. Đây. Bấm Switch nè. Bấm Enter. Đây. Các bạn lưu ý nha, nó sẽ có cái thông số nè, CID nè, User và Password nè. Thì nhớ lại với mình. Rồi, bây giờ các bạn vô dùng một cái điện thoại iPhone hoặc là iOS gì đó, hoặc là Android gì cũng được ha. Các bạn tải vô, tải ứng dụng về. Rồi, các bạn vô App Store tải cái ứng dụng S-Home nè. Rồi mình hướng dẫn các bạn tải về ha, vô đây. Mình tải sẵn đây mà giờ hướng dẫn lại cho bạn cái bước này. Rồi, tải ứng dụng tên là S-Home Camera. Sau đó mở ứng dụng lên. Sau khi mở ứng dụng lên, các bạn vô một register này, nếu mà chưa có tài khoản S-Home, bấm lên đây, nhập một cái địa chỉ email bất kỳ. Rồi, đăng ký. Cái này cũng đang là đăng ký là khá là dễ, không cần phải xác nhận gì hết. Nhưng mà thường thì nên dùng những cái mail gọi là uy tín của mình để dùng thì nó sẽ ok hơn. Rồi, sau đó các bạn vô cái mục dấu cộng phía trên nè, add the camera. Thì add có hai hình thức, đầu tiên là add bằng CID. CID thì các bạn cũng ở đây, các bạn nhập cái CID trên này vô. Đó. À, mình có thể cách nhập thứ hai nhanh hơn là mình add bằng cái QR code. Đây, QR code. Thì trên đây điện thoại mình cũng chọn cái phần QR code trên này nè. Đó, rồi quét ra. Đó. Con này add rồi đó thấy không? Rồi, sau khi add xong thì cái thiết bị của mình là Android này, nó sẽ hiện lên cho mình, bấm vô để xem. Ok luôn, cái này nó có mic luôn nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thoát ra ngoài, các bạn quay cái gì á, nó sẽ có cái nội dung đó, vì nó quay lên trên đây. Đó. Giờ mình quay vô màn hình đây, quay vô cái bàn phím này. Nó delay khá là chậm, do tín hiệu mạng nó gửi về ha. Đó. Thấy không? Rồi, vậy là mình đã thao tác thành công cái hướng dẫn thành công cho cái phần tận dụng những điện thoại iPhone hoặc là Android cũ ha. Cảm ơn các bạn.